Chào các bạn tin nhanh 24/7. Giá xe Honda đang rơi tự do. Theo khảo sát của chúng tôi tại các đại lý Honda Hà Nội, có rất nhiều mẫu xe máy đang giảm giá và tùy từng đại lý. Cụ thể, đối với những mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH 2017, ở những phiên bản được nhận được mức giá giảm từ 500 đến 1 triệu đồng một chiếc tùy các đại lý. Hiện tại giá bán thực tế của chiếc SH 2007 phiên bản 125cc giảm từ 500.000 đồng xuống còn ở mức là 72,5 triệu đồng. Phiên bản SH 125cc giảm 1 triệu đồng xuống ở mức là 79 triệu đồng. Phiên bản SH 150cc giảm 1 triệu đồng xuống ở mức là 86 triệu đồng. Còn phiên bản SH 150cc giảm 1 triệu đồng xuống ở mức 102 triệu đồng. Với mức giá như trên thì chiếc SH 2007 vẫn cao mức giá đề xuất từ 3 đến 12 triệu đồng một chiếc. Cá biệt, một số đại lý tại quận Hà Đông còn báo xe Honda đầu tuần sau sẽ thấp hơn mặt bằng chung là từ 200 đến 300 nghìn đồng một chiếc. Ngoài Honda SH 2007, mẫu xe Way Elite có mức giá giảm mạnh nhất là từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt của mẫu xe này tại Việt Nam. Hai phiên bản Elite phanh cơ và phanh đĩa đã giảm ở mức từ 1,5 cho đến 1,8 triệu đồng tùy từng đại lý. Hiện tại, giá bán thật sự của mẫu xe này đang được niêm yết xuống còn mức giá là từ 21,3 lên thành 22,3 triệu đồng, thấp hơn mức giá đề xuất là 200 nghìn đồng. Riêng ở phiên bản Elite vành đúc giảm 800 nghìn đồng và 1 triệu đồng xuống còn ở mức là 24,2 triệu đồng, giá bán thấp hơn mức giá đề xuất là 300 nghìn đồng. Honda Blade phiên bản được giảm nhẹ nhất là khoảng 500 nghìn đồng. Blade phanh cơ và phanh đĩa có giá bán lần lượt là 17,2 cho đến 18,2 triệu đồng, thấp hơn mức giá đề xuất là 1,4 triệu đồng một chiếc. Phiên bản vành đúc là 19,6 triệu đồng, thấp mức giá đề xuất là 1,5 triệu đồng một chiếc. Cá biệt, chiếc Way Alpha 110 đang ở mức giá rất thấp so với mức giá đề xuất của Honda đưa ra. Way Alpha đang thấp 1,3 triệu đồng. Hiện tại giá bán thực tế của mẫu xe này là 16,5 triệu đồng một chiếc. Trong khi đó, những mẫu con tài như Winner đang ở mức giá khá thấp kỷ lục. Tại một số đại lý Honda Hà Nội cho biết, giá bán của chiếc Winner hai phiên bản thể thao và cao cấp đang ở mức giá là không đồng đều, dao động từ 38 đến 39 triệu đồng, thấp hơn mức giá đề xuất là từ 6 đến 7 triệu đồng. Mức giá này được áp dụng từ vài tháng trước và đang có xu hướng giảm do doanh số thấp. Còn Honda Vision, Excitement, Lead đang có mức giá giảm từ 500 triệu đồng. Hiện tại chiếc Vision phiên bản có giá bán là 32,7 triệu đồng, cao mức giá đề xuất là 27 triệu đồng. Còn Honda Excitement có giá bán là 60,5 triệu đồng bản cá tính, cao mức giá đề xuất là 9 triệu đồng. Honda Lead bản tiêu chuẩn có giá bán là 38,2 triệu đồng, cao mức giá đề xuất là 700 nghìn đồng. Tương tự, phiên bản Lead cao cấp có giá bán giảm là 39,7 triệu đồng, nhưng vẫn cao mức giá đề xuất là 1,2 triệu đồng một chiếc. Trao đổi chúng tôi, đại lý của một đại lý Honda ở quận Hà Đông, Hà Nội tiết lộ. Trong cái thời gian tới, giá bán xe của Honda sẽ tiếp tục giảm nữa do sắp tới là kỳ mua sắm sau kỳ thi đại học. Đặc biệt, những mẫu xe giá rẻ như Honda Way Elite, Way Alpha, đặc biệt là những mẫu xe ga tầm trung như Vision hay Winner 110 sẽ là sản phẩm trọng tâm giảm giá của hãng Honda. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.